Chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Tại sao Kakoski Ninja H2, Ninja H2R đã đến cái hồi chuông báo tử? Kakoski Ninja H2 và Kakoski Ninja H2R có thể sẽ không tiếp tục phát triển từ năm 2021 với cái sự hiện diện của phiên bản là Bimota Taxi H2. Dự báo về cái sự thay thế sắp tới trên thị trường xe mô tô phân khối lớn thế giới. Từ những nguồn tin của các tạp chí Yomachi của Nhật Bản, thường là một nguồn tin nội bộ rất đáng tin cậy từ 4 nhà sản xuất lớn của Nhật Bản. Vì vậy, các thành viên của những nhóm hội mô tô phân khối lớn thế giới có cái xu hướng rất tin vào cái tạp chí này. Kakoski Ninja 2 xuất hiện vào năm 2005. Ngay lập tức đã gây cái sự chú ý với kiểu dáng kỳ lạ, động cơ siêu nạp mạnh mẽ và một số tuyên bố về tốc độ tối đa đáng kinh ngạc, đặc biệt là trong cái vỏ bọc là Ninja H2R chỉ dành cho cái đường đua. Trong khi phiên bản hợp pháp ở dựng trên đường phố thì Ninja 2 đã được tung ra với một cái công suất là 207 hp, mặc dù cái con số này được nâng cấp lên là 228 hp cho cái phiên bản là năm 2019. Tuy nhiên, mọi giới hạn này luôn được áp đặt để đảm bảo nó có thể đáp ứng được cái yêu cầu pháp lý sử dụng trên cái đường công cộng. Riêng người anh em là Kakoski Ninja 2R đặc biệt có thể đạt được công suất lên tới là 326 hp cùng với một hệ thống frame air nâng cấp, khiến nó trở thành một trong những cái chiếc super bike mạnh nhất thế giới hiện nay. Cái tạp chí Yomachi cũng đã báo cáo rằng Kakoski Ninja H2 hiện không đáp ứng được các quy định khắt khe và các tiêu chuẩn thể Euro 5. Nó đang đứng đầu danh sách các dòng Superbike sẽ bị ngừng sản xuất gần đây, giảm từ năm 2021 với cái số lượng có hạn. Với một vòng đời tương đối ngắn, không nằm ngoài khả năng là Ninja H2 sẽ bị thay thế ở một điểm nào đó bằng hình thức khác. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng hồi chuông báo tử của H2 có thể giải thích tại sao Kakoski đã bắt đầu chiếc cái mẫu xe mới vào năm 2020, bao gồm ZH2 hay gọi là Super Nugger, mang lại nhiều yếu tố phù hợp hơn khi so với cái chiếc Ninja 2. Hơn nữa, Kakoski Ninja 2 thực chất còn tồn tại như tâm hồn của là Bimota Taxi 2 đã chính thức được sản xuất trong thời gian sắp tới. Về mặt cơ bản, có thể được xem là một cái chiếc Ninja 2 cái thế hệ thứ hai. Mỗi thông tin mới nhất về cái vấn đề liên quan đến phiên bản là Bimota Taxi H2 2020 và hội chung báo tử dành cho cái dòng là Ninja 2, Ninja H2R sẽ được chúng tôi tham khảo cập nhật thêm các clip tiếp theo. Anh em chú ý đón xem nhé. Kakoski Z-Gang 2019 lột xác chuẩn không cần chỉnh. Cái chiếc Kakoski Z-Gang là một trong những cái chiếc mô tô nước cơ bản đem lại cái sự thu hút lớn nhất của hãng xe máy Nhật Bản, bởi nó tập trung đánh vào tâm lý khách hàng thị trường Đông Nam Á. Với một thiết kế hầm hố Tsukumi đặc trưng đi cùng với mức giá thành phù hợp vừa túi tiền khi so các hãng khác trong cùng một khúc đến từ châu Âu. Cái phần xi nhan trước có lẽ là hơi to lớn, bất tiện. Chính vậy, người chủ quyết định thu nhỏ em ấy bằng một sản phẩm đồ chơi như vẫn đảm bảo được cái độ chiếu sáng của cái tín hiệu có trên một cái con xe mô tô phân khối lớn. Giữa thân xe là cái bộ chống đổ để bảo vệ cái dàn áo cũng như phần động cơ không bị hư hại khi vô tình va chạm hoặc té ngã. Chức năng của bộ ốp lốc này cũng tương tự và cũng được làm tinh xảo, thẩm mỹ hơn, có thể lắp kỹ rất đẹp. Bộ che trước sau được tháo bỏ để lộ cái vòng ba đầy gợi cảm đi cùng với cặp xi nhan nhỏ thay thế cho phần xi nhan tháo kè. Cái phần biển số cũng được thu gọn lại ở dưới gầm xe. Cái chi tiết mình muốn nói nhiều nhất các bạn hôm nay chính là cái phần dàn áo của con xe đang sủ. Theo mình được biết, tại tiệm tướng Decan, người thợ đã đổi màu cái phần dàn áo, chia sẻ từ cái bản xếp ngàn để phát lên cái mũ tem chùm chrome đổi màu hoàn toàn cho chiếc xe thành một cái gam màu xanh bầu trời khá đẹp. Là một cái chiếc xe hướng tới những cái chi tiết góc cạnh, chính mình thấy khi phủ cái tem lên dàn áo đòi hỏi một bàn tay người thợ rất là nghề và tỉ mỉ trong từng góc cạnh nhỏ để chiếc xe trông đẹp mắt nhất ở mọi góc nhìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên nhớ like và subscribe.